Thank you.
trai vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xá bà con ơi, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc xuân về cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi nhà tôi với anh đây làm xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xinh lứa thiệt vừa đôi. Ngày nay xuân họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xá là vui. Chắc son nào phai, tương lai chung một phương đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên vơi vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật
vừa nay cũng là người vừa nay chọn ngày lành tốt các cụ các ông bà ở bên nhà hàng trang đến xin đặt vấn đề và xin lâu và tổ chức thành hội như ngày nào vậy để tiếp theo chương trình tôi đã xin kính chào từ bên nhà hàng trang là cụ các ông bà lưu niệm là sau đó bên nhà hàng trại đại diện nhiều bên nhà và các cháu kính thưa các vị, kính thưa các ông các bà, kính thưa các hoa trang hôm nay chúng tôi tới đây đã chọn ngày lành tháng tốt, chọn đúng giờ để đến kính thưa ba mẹ và cháu Quyền cũng đã đến trước đây ít phút đặt vấn đề với nhà gái và đã có đầy đủ những tới đây tôi thay mặt nhà trang xin báo cáo với tất cả quan viên hai họ hôm nay ngày đẹp giờ đẹp và hôm trước thì các vị cũng có nói rằng trời nắng chang chang nhưng hôm nay thì trời se se lạnh và cái không khí lạnh này và cái đẹp của hôm nay có lẽ chúng tôi xin báo cáo với các vị đã chọn đúng giờ và hai cháu Quyền và Nam Thảo đã thưa với hai họ, thưa với gia đình, đặc biệt có thưa với ba họ của cháu. Hôm nay chúng tôi đến đây thay mặt trên nhà trang xin phép được cho hai cháu thành hôn lễ và xin phép được đón cháu Lan Thảo về làm dâu của làng cầu chúng tôi và làm dâu ông bà ông Quỳnh và gia đình chúng tôi. Thế bây giờ tôi xin trân trọng báo cáo với tất cả quý vị là họ nhà trai chúng tôi, đoàn nhà trai chúng tôi vẫn nguyên như hôm trước nhưng mà hôm nay có hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng có cụ mẹ sinh ra ông Quỳnh, bác của ông Quỳnh hôm nay đến để đón cháu dâu của các của cụ. Thứ hai là tôi xin giới thiệu là cô ông Quyết là anh của bà Quỳnh và tiếp nữa thì lại năm vị là những người mà trước đây báo cáo với các vị là thanh niên xung phong cùng chiến trận cùng bộ đội hôm nay được về đây tà tiệu vui vẻ hôm nay có mặt để đón cháu Lan Thảo về làm dâu bà gái và xin giới thiệu tất cả những chàng trai thanh niên của Hà Thành hôm trước và run rẩy đưa lễ thì hôm nay có mặt đầy đủ với việc là không được đến công sở không được đến tức là giảng đường mà hôm nay dành thời gian để đến đón dâu. Thế xin trân trọng và báo cáo với các vị như vậy. Cháu là cái thằng sinh viên
đến đầu bảng thăng long. Và vui lòng sự quan tâm cả bộ cả họ cả anh em bạn bè xa gần hàng xóm láng giềng rồi các cháu tận lớp đã và cùng với để làm tôi một và những gia đình khác vẹn toàn để làm nay. Vì vậy cho nên là với các bộ gia đình nhà cha thầy nhà gái xin báo cáo với bên các cụ các bà các bác anh chị trong người ta cái điều mà có cụ chúng tôi là muốn làm sao vun đắp cho các cháu về hòa quỳnh vợ chồng bảo nhau bố mẹ các con các cụ các bà con có cái gì thân tình tức là vun thì vấn đề sẽ ít ra để nhiều để cháu nó có thể như vậy là người con tôi hiếu của gia đình. Vì vậy hôm nay với độ là đại diện cho nhà gái cảm tạ các thầy cô các bà anh các chị các cháu của nhà trai đã đến với gia đình và làm đầy đủ để đưa các cháu về cô con các bố các ông các bà các bác ở nhà và cái mặt nhà gái là sữa nước dầu thuốc sau để hai cháu là cuối cùng hai dòng tiền của bố ngoại nó đấy sau đấy ông các bố và mẹ đưa cháu xin cảm ơn. Chín bỏ làm người để trông nom vun đắp cho các cháu trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn.
của xóm Lan Châu, Lan Dung, của tỉnh Cơ, Hoa An và đồng chí Phong Bảo Quỳnh. Tôi xin báo cáo với các quý vị. Bây giờ là hành chính mở cửa. Vì vậy mà tôi là trưởng đoàn của nhà trai, nhưng đồng thời hôm nay cũng làm xin phép làm phụ trách toàn bộ công tác tổ chức. Vì vậy và đề nghị các quý vị cũng thông cảm. Tới đây tôi xin trân trọng giới thiệu nhà gái sẽ lên phát biểu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh chị em, các bạn hữu anh em xa gần của hai họ nhà trai nhà gái, của hai đoàn thể cơ quan mà hai cháu truyền thảo công tác. Hôm nay ngày lành tháng tốt, trời đẹp gió êm, không gian đầm thắm, lòng người tình thắm. Vui sao Hà Nội Phúc Yên, hai bên gần lại xe duyên tình nhà. Trăm quyền lên thảo hai nhà, tình chi thì nặng mà tình sâu. Như là đôi chim bồ câu, hiền hòa trong trắng yêu nhau thắm nồng. Từ nay thành vợ thành chồng, xứng đôi vừa lứa đẹp lòng mẹ cha. Vui lòng chú bác ông bà, cơ quan hai họ gần xa cùng mừng. Trong bầu không khí đầy tình cảm này, chúng tôi xin được phép thay mặt ông bà Thiệu Đề nói riêng, bên nhà gái nói chung, bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi cùng với bà đại biểu bên nhà trai đưa cháu Thảo về làm dâu con của ông bà Quỳnh gái. Trong niềm vui mừng hạnh phúc này, chúng tôi xin phép thay mặt nhà gái dặn vợ chồng cháu đôi điều. Từ nay Quỳnh Thảo là vợ chồng chung sống một nhà, yêu nhau yêu mãi đến già vẫn yêu. Dù cuộc sống khó khăn hay thuận lợi, thủy chung trọn vẹn đến cùng. Càng yêu nhau bao nhiêu, càng làm tròn nghĩa vụ của mình là hai đứa con của gia đình hai bên bấy nhiêu, xứng đáng là dâu hiền dễ thảo, làm đẹp lòng ông bà, đẹp lòng mẹ cha, đẹp lòng chú bác, đẹp lòng các em. Càng yêu nhau bao nhiêu, càng hoàn thành tốt mọi nghĩa vụ bổn phận của mình đối với cơ quan toàn thể địa phương mình công tác, để xứng đáng là cặp vợ chồng mẫu mực, xứng đáng là người công dân tốt, xứng đáng là người phụ tốt. Và chúng tôi cũng xin thay mặt nhà gái bày tỏ lòng mong muốn thiết tha giữa nhà gái chúng tôi cùng với bên nhà trai luôn luôn chung tình, chung lòng, chung sức, chung tay răn dạy, hướng dẫn, dìu dắt vợ chồng hai cháu sống với nhau thật hạnh phúc, thật tươi đẹp cho đến trọn đời. Và cuối cùng, chúng tôi cũng xin phép thay mặt nhà gái bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, anh em bạn xa gần của hai họ nhà trai nhà gái, của hai cơ quan đoàn thể đã bút chút thời gian và ngọc tới dự buổi lễ thành hôn, giúp cho buổi lễ thành hôn xây dựng hạnh phúc cho hai cháu đạt được kết quả tốt đẹp. Và một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ niềm vui mừng vô hạn và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc. Xin ghi định kiến. Vui hôm nay của chung hai họ là niềm vui của cả mọi người. Vui vì hai cháu sánh đôi, xe duyên kết tóc suốt đời thủy chung. Tới đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Tuyến thay mặt nhà trai lên phát biểu và tặng quà các cháu. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, các anh, các chị, kính thưa các bạn mẹ của các cháu, chung con, chung của, chung nhời. Hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi sau một cái chặng đường hành quân qua hai tỉnh được ông bà bên nhà gái nói những cái điều mà quả thật là gia đình nhà trai chúng tôi ấp ủ nhưng cũng không thể trình bày ra được, đó là bằng lời như bên họ nhà gái. Nên là tôi tin rằng đấy là cái tâm tư nguyện vọng của họ nhà gái, cũng là cái tâm tư nguyện vọng của họ nhà trai. Chúng tôi xin cùng chung cái
lời lẽ và cái tình cảm của họ nhà cái đã chúc mừng và chúc mừng các cháu về với gia đình. Nhưng mà đối ra cháu Thảo về là các mong các cháu xứng đáng với cái thứ nhất là cái niềm mong mỏi của các cháu hạnh phúc trăm năm, cái thứ hai nữa là xứng đáng với sự trông nom giáo dục của cơ quan và xứng đáng với sự đấy là trông cậy của hai bên gia đình. Mong cháu trở thành con dâu hiền và rể thảo để mãi mãi xây dựng trăm năm hạnh phúc cuộc đời, dù có khó khăn bao nhiêu thì cũng quyết tâm vượt qua để xây dựng được một gia đình hạnh phúc và xây dựng được con cháu để về kế nghiệp được gia đình và xứng đáng với tổ tông. Một lần nữa, gia đình họ nhà trai chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với họ nhà gái và biết ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị đã tạo mọi điều kiện vượt mọi khó khăn để về dự buổi lễ thành hôn cho các cháu rất là đầm ấm hạnh phúc ngày hôm nay. Và một lần nữa, chúng tôi xin có lời và còn có những vấn đề gì thiếu sót xin các vị là lượng thứ, xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các kính thưa hội hôn, thật là hôm nay phải báo cáo với những người là nhà trai của chúng tôi đã đến Phúc Yên, và khi đó thì chưa thấy Nghĩa Hiển, đến nơi mới thấy Vĩnh Yên, Phúc Yên tuyệt vời, và cái tuyệt vời ấy đã đầy đủ như hôm nay. Và hôm nay anh xin báo cáo riêng quý bà với hồi hôn anh Trần Trường ngoan ngoan xem xét và cháu Lan Thảo kế toán đã thành duyên vợ chồng vào giờ này hoàn toàn chính thức. Và bên kia nhà gái cũng đã có những lời hết sức êm đẹp và hết sức chân tình. Nhà trai chúng tôi cũng hết sức sung sướng và vui vẻ, cái vui vẻ ấy hòa chung và hòa cùng. Và đến giờ phút này thì cháu Trọng Cường đã chính thức được nhận là rể của thị xã Vĩnh Yên, đồng thời Phúc Yên, đồng thời cũng được bên đó chấp nhận. Mà cái việc mà cháu Cường ở bên đó và cháu Lan Thảo về tới đây, chúng tôi thấy rằng hai nhà, hai họ đều chung vui và đều mong sự hạnh phúc. Và còn chúng tôi thấy rằng hai cháu mà chúng tôi vẫn có muốn có lời chúc như thế này, hai cháu yêu nhau quấn quạnh, yêu nhau quấn quạnh và cuối năm mang trống bành bành đi nơi với trống thì anh mang tuổi, nhưng mà đừng có thôi, phải năm năm mới được hai đứa ấy thở chân chu, một gái rồi lại một cu, trai thì giống bố và gái u tạc hình, hai anh cháu lớn lại sinh vợ chồng mừng rỡ gia đình vui tươi, nhìn nhau chỉ thấy vui cười, tình yêu thắm thiết ấy thời bao la, yêu nhau mãn bỗng thế bà, yêu nhau cho đến thật già vẫn yêu, yêu nhau mãi là tóc bạc. Đấy là điều mong muốn và điều chúc mừng. Tới đây tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quỳnh, bà gái thay là cha và là mẹ của cháu Quyền xin được cho các cháu những kỷ niệm. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông bà, kính thưa toàn thể các anh chị đã có chút thời gian đến tặng quà ngày vui của các cháu. Chúng tôi rất là cảm ơn. Dù là chúng tôi không có gì, chúng tôi cũng có một món quà kỷ niệm mừng cho hai cháu nhân ngày vui của hai họ. Tôi là bố là thứ hai Trọng Quyền, tôi có một tí gọi là chút kỷ niệm tặng hai cháu để các con các bà gọi là vui vẻ cùng với chúng tôi. Thôi thì chúng tôi đã trao quà cho hai cháu thì chúng tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Thì chúng tôi rất cảm ơn các cụ công các bà bên nhà gái cùng tất cả các anh chị đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến gọi là chia vui cùng gia đình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.